Xin chào các bạn, hôm nay Thế giới Mã Vạch xin hướng dẫn các bạn Calib để máy in Bisolong T403. Thì đầu tiên các bạn mở cái đầu in lên. Ở đây có hai cái chốt này, các bạn kéo. Và các bạn bấm đè nút fit, giữ nó fit, đặt nguồn lên, để khoảng 5 giây. Rồi, sau đó các bạn đóng đầu in xuống. Sau đó các bạn bấm nút fit 3 cái. 1 2 3. Ok. Máy đã hiểu cấu giấy. Các bạn bấm nút fit lần nữa.